Ngày 9 tháng 9, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2020. Tham dự ở tỉnh có đồng chí Trương Văn Hợi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ở huyện có đồng chí Phạm Xuân Kỳ, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Tham gia lớp học có 100 học viên là trưởng ban công tác mặt trận tại các thôn bản tiểu khu thuộc 19 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9 năm 2020, các học viên sẽ được giảng viên truyền đạt về các nội dung như hoạt động giám sát và phản biện xã hội, công tác mặt trần tham gia phòng chống tham nhũng, giới thiệu phổ biến một số nội dung cơ bản về luật bảo vệ môi trường, luật khoáng sản, phối hợp thực hiện phong trào ngày toàn dân thu gom rác thải, tư tưởng Hồ Chí Minh về đòi đoàn kết toàn dân tộc, và những nội dung cơ bản đại hội lần thứ 12 của Đảng về phát huy sức mạnh đòi đoàn kết toàn dân tộc quản triệt một số nội dung chính về điều lệ mặt trận tổ quốc Việt Nam khóa chín, một số nội dung cơ bản của luật tiếp công dân và nghị định số 64 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều nội dung của luật tiếp công dân. Những nội dung cơ bản về chương trình phối hợp thực hiện của vận đồng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác kiểm tra giám sát của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng và công tác hòa giải ở cơ sở. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ ban công tác mặt trận tại các thôn bản tiểu khu nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm và nắm vững nội dung cốt lõi của các chuyên đề để tổ chức triển khai tại cơ sở, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác mặt trận trong giai đoạn hiện nay.